Bánh xi măng của Elizan. Vậy Duzer cần xi măng để làm đường hả? Đúng vậy. Có một cái hố trên đường trong rừng xanh. Băng Rô và cháu đang giúp bạn ấy sửa. Cháu tốt quá, Elizan. Đây, xi măng đây. Ôi, nặng quá. Ôi, bác taxi cua để cháu giúp bác. Không không, không có gì mà cô không thể. Ôi ôi, đau quá. Bánh xe của bác kìa. Có lẽ bác đừng cử động trong một thời gian. Bác cần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ư? Vậy còn cửa hàng? Ai sẽ làm món bánh quế vàng ngon tuyệt cho các khách hàng đói lả đây? Chà, đúng là nan giải nhỉ. Cháu cũng rất muốn ăn món bánh quế thơm ngon. À, bác có ý này. Hay là cháu ở đây làm bánh quế, còn bác thì đi nghỉ ngơi nhỉ? Bác sẽ chỉ cho cháu máy làm món bánh hoạt động ra sao. Cháu cũng muốn thử lắm, nhưng cháu đã hứa giúp Dozer rồi. Ôi đi mà, Ivan, cháu sẽ cũng giúp bác chứ. Đi mà, đi mà. Được rồi ạ, có lẽ cháu có thể cùng giúp cả hai. Sao lại không chứ? Tuyệt vời. Nhưng cháu phải giúp Dozer trước. Vậy nhé, bác taxi cua. Cái túi xi măng đâu nhỉ? À, đây rồi. Nhớ quay lại nhanh nhé. Bạn nghĩ sao, Bango? Hố không to lắm. Ồ, Elivan tới rồi này. Chào Dozer, chào Bango, mình mang xi măng tới đây. Tốt lắm. Bạn giúp bọn mình đổ nó vào máy trộn nhé. Được chứ. Nào, bây giờ tới nước. Đổ chút nước vào trong đó. Được, đúng rồi. Trộn nó lên. Trông được đấy. Màu xám rất đẹp. Xong rồi. Được rồi. Ôi, suýt tí nữa thì... Ôi, nhìn này. Lại thêm một cái hố khác. Hố này to quá. Bạn nói đúng đấy. Ta cần thêm xi măng thôi. Ôi, mình muốn giúp bạn làm Dozer, nhưng mình đã hứa với bác taxi cua là sẽ điều khiển máy làm bánh quế cho bác ấy. Mình biết rồi, sao bạn không giúp cả hai, vừa làm bánh cho bác taxi cua, lại vừa chuyển xi măng cho Dozer? Đi mà, đi mà. Mình đã nói là có thể giúp cả hai người cùng lúc nên... Được rồi, mình sẽ trở lại nhanh nhất có thể. Mà mình phải mang thứ gì tới nhỉ? Xi măng. À, đúng rồi. Cháu quay lại rồi đây. Dozer cần thêm một túi xi măng. Khoan đã. Bác phải chỉ cho cháu cách điều khiển chiếc máy làm bánh kỳ diệu của bác trước đã, nhớ chứ? Nhưng mà cái hố... Đừng lo. Cháu chỉ cần đổ bột bánh vào đây, thêm chút nước, và ấn nút này. Đây. Cháu nhớ rồi, xi măng, nước và ấn nút. Không, không phải xi măng, Elivan, mà là bột bánh chứ. Đúng rồi, ôi cháu ngốc quá. Xi măng là túi màu xám, bột bánh kẹo trong túi màu vàng. Dù thế nào cũng đừng nhầm đấy nhá. Cháu sẽ không bao giờ nhầm đâu. Giờ thì mình phải làm gì nhỉ? Cho chú một bánh quế nóng hổi. Vâng, chú thoát thoát. Một bánh quế nóng tới ngay. Xem nào. Bác Jessica đã nói gì nhỉ? Đầu tiên lấy túi bột bánh, đổ bột vào, cho thêm nước, và ấn nút. Đây, của chú đây, chú Todd Hawk. Đúng kiểu chú thích. Chú không ăn được. Ồ, chú nói đúng. Cháu quên không cho Siri. Giờ cháu phải đi đây. Dozer đang chờ xi măng. Tạm biệt chú nhé. Trời ơi, cứng cứ như mặt đủng ấy. Bạn ấy đâu rồi nhỉ? Ôi, đừng lo, Dozer, mình chắc Elivan sẽ tới nhanh thôi. Mình trở lại rồi đây. Ôi, gì vậy, không sao, lãng phí thời gian rồi. Mau trộn xi măng nào. Nào, cho nước vào đi. Trộn đều. Ồ, giống như mùi bánh quế vậy. Giờ thì đổ nó vào hố thôi. Được. Sao nó lại có màu vàng nhỉ? Bạn chắc là ổn chứ? Chắc là ta cần thêm xi măng đấy. Thật nhiều xi măng. Lại nữa, nhưng mình phải về làm bánh quế. Nhưng bạn đã nói sẽ làm cả hai việc mà. Đi mà, Elivan, xin bạn đấy. Ôi, thôi được rồi, mình sẽ tới đây nhanh nhất có thể.
Ôi, giúp đỡ mọi người cũng mệt quá. Ôi, cháu đây rồi, Elivan. Xem cái bánh này đi, cứng như đá ấy. Chú muốn cái bánh mới. Tất nhiên rồi, có ngay đi ạ. Ôi, chú đây. Hy vọng chú thích nhá. Nhưng cháu phải đi đây. Trông chẳng khá hơn cái trước chút nào. Cháu quên xi măng. Lạ thật, mình tưởng xi măng ở trong túi màu xám chứ nhỉ. Đúng rồi, nhưng mà cái này có mùi giống bánh quế. Nhưng trông ổn mà. Ai muốn lái thử qua không? Để mình. Có vẻ... Ôi! Nhão quá! Cứu mình với! Ôi trời ơi, ở yên đó, bám cho chắc vào. Cẩn thận, bám chắc vào nào. Ôi, mình đang bị lún xuống cái chất dính dính này. Kéo đi. Kéo đi nào. Lăn bánh đi, Elivan. Nào, nhanh lên, lăn bánh nhanh hơn. Nhanh hơn nữa. Ôi, hoan hô, mình thoát rồi. Ôi, cứ kệ mình, ăn mừng đi. Lạ nhỉ, thứ này có vị giống bánh quế đấy. Thật à? Ồ, đúng vậy, ngon quá. Các bạn có nghĩ mình đã dùng nhầm bột không? Ôi không, mình đã bỏ bột bánh quế vào máy trộn xi măng. Vậy chuyện gì xảy ra với xi măng của mình? Ở cửa hàng, trong máy làm bánh quế ấy, và trên đĩa của chú Scott Hawk. Ôi không, mình phải cảnh báo chú ấy. Ôi tệ thật, đúng là tệ thật đấy. Dừng lại chú Todd Hawk, dừng lại chú đừng ăn bánh. Ăn nó, chú không thể dù có muốn đi chăng nữa. Nó xem nó cứng lắm. Và nhìn màu của nó này. Đó là vì cháu đã vô tình cho xi măng vào máy làm bánh ạ. Ôi nhầm bột hả? Thảo nào bánh cứng thế. Nhìn này, cháu có thể đi lên chúng ấy chứ. Đi lên chúng ư? Chúng, chú Todd Hawk, chính là vậy. Cháu biết cách giúp Dozer rồi. Phi nhanh nào. Lăn bánh thật nhanh vì ta biết cảm giác đó. Thích thú làm sao? Lăn bánh thật nhanh. Thích thú làm sao? Phi thật nhanh, lăn bánh thật nhanh. Mau lên chú Todd Hawk. Ta phải giải quyết vấn đề này cho xong. Phải rồi, ta phải kéo cái máy này đây này. Cái gì đây? Bánh xi măng, rất hợp để lấp hố. Chờ xem nhé. Các bạn nghĩ sao? Có vẻ tốt đấy. Còn nhiều tấm nữa này. Nữa đi, nữa đi. Được rồi. Đẹp như mới. Hóa ra nhầm bột cũng không tệ lắm. Rất tuyệt đúng không nào? Từ giờ, mình sẽ dùng bánh xi măng để sửa đường. Nhờ Elivan cả đấy. Và từ giờ, mình sẽ đảm bảo để đổ đúng bột vào máy. Kế hoạch hay đấy. Bác taxi cua, bác sao rồi ạ? Nó lại tốt rồi, bánh của bác đúng là cần đừng nghỉ ngơi. Vậy cho mấy cái bánh quế nào, Elivan? Đây ạ. Ôi, ngon quá. Màu hoàn hảo, mùi cũng thế. Đúng là bánh quế rồi. Khoan đã, mình quên mất. Gì nữa đây, Elivan? Mình quên làm một cái cho mình. Đây là cái bánh quế ngon nhất mình từng ăn. Ngon hơn rồi đấy. Tuyệt vời. Ngon quá.